Hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh dự báo tiếp tục gây mưa lớn cho Trung Bộ. Các địa phương tập trung các giải pháp khắc phục để sớm ổn định cuộc sống của người dân. Đến thời điểm này, các địa phương miền núi đã di rời 7 ngôi nhà đến nơi ở tạm ở xen ghép. Có thể qua mùa mưa, chính quyền địa phương mới xây dựng làng tái định cư mới. Riêng những khu vực có nhà kiên cố, địa phương đề xuất phương án san gạt những quả đồi hoặc kè chống sạt để đảm bảo an toàn cho người dân. Ngành đường sắt đang khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt Bắc Nam qua huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do nước lũ gây sói lở hư hỏng nặng, dự kiến ngày mai 29 tháng 10 sẽ thông tuyến trở lại. Mưa lũ trong bão số 6 đã gây thiệt hại nhiều hạng mục công trình, kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Khu gian đường sắt Sa Lung, tỉnh Quảng Trị và Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nghiêm trọng. Nước lũ đã cuốn trôi, sói lở hàng trăm mét nền đá, tà vẹt, đường ray. Đoạn đường sắt này bị tê liệt hoàn toàn. Còn đoạn đường sắt qua huyện Vĩnh Linh bị nước sói lở làm lệch đường ray. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Sa Lung Tiên An, đoạn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hành khách đi tàu phải chuyển tải bằng đường bộ từ ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và ngược lại để tiếp tục hành trình. Cho đến sáng nay, nước lũ đã rút, các đơn vị quản lý đường sắt đang tập trung khắc phục, chờ thông tuyến. Sáng nay trên quốc lộ 18 đoạn khu công nghiệp Quế Võ số 2 qua địa bàn xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cả đoạn đường bị ùn tắc. Hậu quả cả tài xế điều khiển xe tải và xe bồn bị mắc kẹt trong cabin. Dù đã được lực lượng chức năng cắt xe giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân đã tử vong. Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, thời điểm hai xe đấu đầu nhau, đúng lúc xe ô tô con biển kiểm soát 99A55797 lưu thông theo hướng Hải Dương Bắc Ninh đi tới nên bị đất đá văng trúng làm hỏng xe. Lúc này còn có 3 xe mô tô khác cũng bị va chạm mạnh làm hư hỏng phương tiện. Rất may những người ngồi trên xe mô tô đã kịp bỏ xe, chạy thoát khỏi hiện trường nên chỉ bị thương nhẹ. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Tú, sinh năm 1981, trú phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, hai vợ chồng chú thành phố Phan Thiết thỏa thuận bán thửa đất cho Phan Văn Tú với giá là 1 tỷ đồng. Bên bán yêu cầu Tú phải đặt cọc trước 150 triệu đồng và thanh toán hết số tiền còn lại trong vòng 2 tháng. Đổi lại, Tú yêu cầu vợ chồng này phải làm hợp đồng ủy quyền toàn quyền và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tú. Sau 2 tháng, ngày 21 tháng 8 năm 2023, nạn nhân liên hệ để chuyển nhượng đất nhưng Tú nhiều lần thất hẹn. Đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, Tú nhờ vợ mình đến gặp nạn nhân để đưa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó. Nghi vấn đó là giấy giả nên nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị Tú đem đi cầm cố với số tiền là 600 triệu đồng. Tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo tuyên phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh, 28 tuổi, cựu tiếp viên hàng không, 3 năm tù treo về tội môi giới mại dâm. Theo bản án sơ thẩm vào tối ngày 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các ban ngành kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hành vi mua bán dâm tại đây. Mở rộng điều tra, công an xác định Võ Thị Mỹ Hạnh, cựu tiếp viên hàng không là người môi giới, thời gian làm tiếp viên hàng không thông qua một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội đã giới thiệu Hạnh đi bán dâm với giá từ 20 cho đến 30 triệu đồng một lần. Sau đó, Hạnh biết được có nhiều nữ tiếp viên hàng không của nhiều hãng khác đồng ý đi bán dâm nên khi có người mua dâm, Hạnh giới thiệu để được hưởng lợi. Mỗi lần môi giới, Hạnh được hưởng lợi từ 3 cho đến 7 triệu đồng.